rồi là đầu tiên trong uh, nguyên xin được gửi um, lời chào đến um, cô chú anh chị em mình ha thì um, sáng nay thì nó hơi mưa xong uh, cũng còn rất gắt nè mọi người thì uh, cũng còn hơi nước động lại thì uh, hôm nay ra đây ra uh, làm cái video uh, mong nhận được những tình cảm cũng như là cái lượt uh, yêu thích của cô chú anh chị em mình bên em xem cái video này nhớ cho nguyên một cái like để uh, ủng hộ tên thằng ha rồi mọi người thì uh, trước mặt cô chú anh chị em mình đây là một cái cây mai hồi đó mình uh, thích cái dòng um, và đặc biệt đây là cái cúc họ hương nè mọi người thấy không mùa mưa nè thì uh, mới vừa phun phân thuốc hồi hôm qua mình cũng đã chia sẻ cô chú anh chị em mình đó bao gồm một số cái loại mà phân thuốc mà nguyên chia sẻ đó mọi người thì có thể phòng trừ thì hôm qua mình pha cái thằng cốc 85 uh, với cái thuốc trừ sâu luôn mọi người thì uh, để mà phun trên cái lá cho cây thì uh, cái uh, tuần trước thì mình phun cái thằng z thường này thì mình đổi lại cái hàng cốc 85 cốc 85 thì nó là cái gốc đồng nên nó, nó cung cấp vi lượng đồng cũng làm là xanh lá nè thì à, thứ nhất là quy lượng đồng nó làm xanh lá và nó ấm cây trong cái mùa mưa này thì cái mai này lúc đầu nó nhìn nó rất là xấu mọi người nó được cái là nó rất là tỏa sát luôn nó cái hàng này sưu tầm bên nguyên thì à, để mọi người thấy tay là tay nguyên thì cỡ tầm khoảng 20 mươi cái gốc mà mọi người rất là to luôn thì là uh, mình trồng uh, uh, chắc trồng thì cũng uh, chấu cái sơ dừa thôi mới thêm vô nè thì sau một thời gian mà chấu cái sơ dừa nó mục quá thì bắt đầu mình sẽ tiến hành mình thêm vô mình thêm vô cái chắc trồng mới nè thấy không? Đó. thì uh, nhìn cái phần bên đây thì cây nó rất là đẹp thì cây này cũng đang trên quá trình hoàn thiện và nuôi tầm khoảng 1 đến 2 năm nữa mới là đẹp lại hai mấy người thì uh, lúc đầu thì mình cũng cắt dọn hết và mình ghép lại thôi nè mấy người thì đây là mỗi cây mai mà cái cành mà ghép mà đóng cho thang á mấy người thì nó, nó tét lúc nó đầu nguyên bẻ xuống bẻ xuống để cho nó cho nó mà đẹp nó không có đời bị đơ cây nhưng mà nó hơi bị tét thì nó hơi bị sượng lại rồi bây giờ nó đang ra lá non lại nè cái này cứ nuôi thả ra thôi thì cái cạnh tranh thì nó không bằng mấy thằng trên này mà nguyên nguyên cũng đã bấm lại cho mọi người nó thì nhìn cái tàn của nó phơm tàn nó rất là đẹp rồi đó mọi người thấy không nè đó. thì cái này tết năm nay thì chơi bông được rồi nhưng mà nó còn non cành Bên nó non mùa quá, nó chưa có đẹp mấy. Thì bây giờ mình cái hút phân thôi. Và thứ nhất thứ hai là làm cho cái cành nó non. Nó không có già. Thì nó sẽ phát triển mạnh đó mọi người. Ha. Rồi, thì uh, chủ đề chính ngày hôm nay thì nguyên muốn uh, chia sẻ cô chú anh chị em mình uh, một cái uh, khía cạnh đó là cái uh, tiếp tục nữa là một số cái mai uh, ghép thì cái độ mà ghép mà nó ra được là mọi người thấy không? thì đây là cái độ dài của nó nguyên dẫn để luôn tránh cái tình trạng mất sức cây. tại cái này ghép nhiều lần, lúc uh, lúc đầu á mọi người thì mình à, ghép xong thì cây nó có dấu có dấu hiệu là nó bị uh, cái tình trạng đó là nó uh, nó bị tuột. tuột ở đây là do mình xài keo thôi mọi người. thì mấy anh em nói tính nó keo thì mấy anh em cũng lưu ý nè. thì uh, trên thị trường nó có rất nhiều loại keo nhưng mà à, mấy anh em nên lưu ý ha lựa chọn cái keo nào mà nó hài hòa và nó um, nó không có bị tình trạng nó bị phù này thì thường có một số cái loại keo sức vô cái nó bị phù ở chỗ này hả mình sức keo phù mình không có tiền nói tên nhưng mà sức nó bị phù quá mọi người nó bị phù ngay chỗ này nè rồi nó dảnh lên chứ nó cái này rồi cái đầu mình mới phải cắt lại mình ghép lại nè thấy không bây giờ nó ra mới vừa mở bọc ra thì cũng chọc ra cái ý nghĩa ý ý cái mà ý tưởng quay để chia sẻ của chú anh chị em mình luôn nè mặc dù trời mưa đó các thì nãy nguyên mới vừa mở ra thì nguyên có mặc dù trời nó không có có nắng mọi người đang mưa lâm găm nữa nhưng mà nguyên dẫn là lấy cái nước mưa tưới lên thì nước mưa rất là tuyệt vời nha mọi người nước mưa ngoài nó lượng đạm ra thì chúng ta tưới vô tư không có sợ cái bị tình trạng cây nó bị sốc phân thì nếu mà phân thì nó có thể bị sốc nó mới người cái này không mình ép nữa nè mình nó ra trước rất là lâu luôn rồi nè mọi người thấy không đây nè đây là cái bao ngọn nè thì mình cứ để như hoài để cho nó mấy hàng này nó lớn nhanh á thì bắt đầu mình sẽ mở ra tại vì cái bo ngọn thường nó phát triển rất là mạnh luôn cho nên là trong quá trình mình ghép mình cũng không có mở bọc dội mà mình để cho mấy hàng này nó phát triển đồng đều thì bắt đầu mình ra mình mở ra thì cái này mình ghép cái thằng siêu bông bình lại nè mọi người thì lúc đầu nó cũng ra khúc đó mình cắt lại thì cái này mình chét keo á keo nó cũng quan trọng nha mọi người thì lúc đầu Ờ, nguyên chia sẻ để cho cô, cô, chú anh chị em mình mình xài với mỹ tiến lại là mọi người theo cái này cái, cái kèm mỹ tiến thì mỹ tiến đơn giản và nó kéo sẹo thì mình nhìn cái sẹo nó rất là đẹp nha mọi người nó kéo từ đây nè kéo vô đây nè đó còn có một số loại keo nó rảnh ra ngoài và nó mọc tuột tùm lum hết trơn rất là xấu mọi người và nó tuột luôn mấy sau cái thời gian cái nó tuột phút này nè, mọi người rất là xấu mình phải cắt lại ghép lại cái này cây này thì nếu mà để gì luôn rồi mấy người cắt nữa cái là hư cây luôn thì cái mai này làm dáng độ nó mới người rồi cái uh, nguyên muốn chia sẻ cái um, trong cái vấn đề này nữa là tại sao mà mình phải để nè thì lúc đầu uh, khi mà mới ghép ra thì cái tuột này nó ra rất là mạnh luôn nó ra thì mình để luôn mọi người nó mình để luôn thứ nhất là nó kéo cây thứ hai là nó nuôi cây thứ ba là nó không có tránh tình trạng đó nè mọi người thấy không nè tránh tình trạng mà cây nó bị tuột nhựa thì sau tầm khoảng chừng có thể là ba bốn ngày từng lãi gì đó khi mà mấy thằng này nó phát triển á mọi người hiểu là ta sẽ bấm lại thì nó chuyển giao từ cái phần cũ qua phần mới thì cái uh, thứ nhất là cây người ta nó không có bị sốc nè cái thứ, thứ hai là cái bo ghép chúng ta nó sẽ phát triển mạnh thì trong cái thời gian này chắc chắn là sẽ có cạnh tranh dinh dưỡng này thì mấy thằng ghép mấy do ghép vô thì nó có thể là nó không bằng mấy thằng này nhưng mà để nuôi một thời gian nó cứng cáp đi mọi người nó quen với uh, tại vì mình mới mở bọc mà quen với cái môi trường mới á, thì uh, mình sẽ tiến hành mình uh, uh, cắt bỏ luôn thì cái này là cái chuyển giao thứ nhất là làm cho cây nó không có bị sốc thường thường các bạn có thể các bạn cắt cây nó bị sốc nó bị tụt nhựa luôn là cái nhiên cái vấn đề đó là có mọi người nhưng mà cái này đây là mình uh, đề phòng với rủi ro thì trong cái quá trình mới mới bỏ bọc ra mấy người thì có thể là những cái lá này nè nãy nó đâu có quắn đâu thì những cái lá này thì nó, đậu, nó bị quắn lại nè thấy không thì cái này là do cái điều kiện môi trường nó không có quen uh, bên ngoài uh, thôi chứ thật sự cái trời rất là mát và mình đã tưới mưa cho mấy người thì nó có thể hơi dập dập lá nhẹ thì sau đó thì nó sẽ phì ra rất là mạnh luôn đó thì cái này là tuyệt vời ok mấy người nó thì cái này là bo bo ghép là đáng lẽ là phải cắt này lấy thằng bên đây dẫn qua bên hai bơ nó mấy người nhưng mà mình cứ để thôi nữa thôi mình coi nếu mà cái tốc độ nó phát triển ok thì mình, mình cắt bỏ cắt bỏ cái này để lấy cái hai cái bo ngạnh hai bên nè nó để cả cái cái cái, cái quần này khoảng hai mấy là cho nên là mình làm gì để cho nó mau kéo sẹo cô chú anh chị em mình thì đó là một cái um, vấn đề nguyên đi chia sẻ với mấy người ha thì hôm qua mới vừa phun thuốc à, cộng với cái uh, nấm đầu luôn nè mọi người thì uh, mình uh, ở dưới gốc á thì mình uh, cái vấn đề đó là mình chia sẻ cô chú anh chị em mình về vấn đề um, cái mai ghép đây cộng ở đây là những cái mai mà đã nuôi thành phẩm rồi mọi người thì uh, mọi người thấy nè lá nè rất là dày luôn á rất là dày và đẹp nhìn nhìn những cây rất là đẹp luôn á mọi người nè cái gà lá non đây là mọi người đây là những những cái mai mà ghép mà nó um, ok nè nhìn cái lá rất là đẻ mọi người nó dày chứ nó không có mỏng thường mùa mưa này thì có nó có đạm cao á. trong nên chống mưa nó có đạm thì uh, nó làm cho cái lá nó phát triển mạnh và cũng như là nó lớn lá và cũng như là nó um, nó mỏng thì chúng ta phải cân bằng lại nếu mà mùa mưa này thì chúng ta sẽ ưu tiên đối với nguyên thì làm thì sẽ ưu tiên với cái phần là lăng lên nè mọi người lăng cộng với có thể dưỡng dễ hoặc là hữu cơ thì mình làm lên giữ cái bộ lá nó xanh dày nè mọi người bên cạnh mình có phun cái thằng cốc 85 mình qua cốc 85 thì cô chú anh em mình có thể tưới gốc luôn tưới gốc hoặc là phun trên lá thành qua mình phối cái thằng một gói á một gói với cái thằng cốc 85 mình pha tầm phóng chừng ba lít nước à để mình phun phun hết giờ không mọi người phun với thằng sâu với thằng mà dưỡng lá luôn mình phun cái thằng hữu cơ lên lá luôn thì họ mình cũng đã tưới rồi rồi mình giải gãi gốc rồi giờ mình phun bổ sung thôi phun danh lá này mang tính bổ sung nha mọi người tức là uh, có cũng được mà không có cũng được đó mọi người tức là mang cái tính bổ sung là gì tại vì mình cũng đã cho nó ăn dưới gốc hết rồi coi cái cây nó ra là mọi người ra cái tượng khá là mập đó mọi người ha. nó quay cho một người số cây sáng ngắm ngắm cây mọi người thì mùa mưa rất là là là, là đạt mọi người cái này nó đang vô nụ hết trơn rồi mọi người nè. kim hết trơn rồi, mấy mắt lá rất là dày thích đây là những cái tược dại nè hay như hay thấy gao nên mình phải bẻ bỏ mấy người Để mình dọn lại rồi mấy người thì đó là cái kinh nghiệm nguyên chia sẻ quay lại cây mai ha cái cây cái, cái, cái mai ghép nè à. thì cái này sau một thời gian mình sẽ cắt bỏ thôi trời tầm hai ba ngày nó cắt bỏ vẫn được hoặc là để uh, lâu hơn tí tầm phấn từng lỡ vẫn được mọi người thì nhìn cái bộ lá thì biết đón cây nó mạnh hay yếu rồi cây này thì nói chung là rất là mạnh này mọi người gãy thì lúc uh, đầu nguyên làm á uh, thì cho nó ra rễ rất là mạnh luôn rồi mình mới ghép cho nên là nó cũng phần nào nó cũng ok. nó mới rồi nhìn cái bộ lá là biết cái cây nó mạnh rồi. thường cái cây nó yếu thì nó sẽ lá nó bị teo tóp, vàng, nó cháy mùm lum, lum lá chứ nó, nó không được xanh mượt như thế này. Đó. Ở đây là cái bo ghép làm cây đổ để phục vụ cho cô chú anh em mình thôi. Rồi xin kính chào cô chú anh chị mình ha.